Đây là lô hàng e-bay nha, hay là hình như là cặp boss 3 lên 1 cho 3 thùng xốp là các bác. Hàng e-bay là phải là hàng Mỹ hết nha các bác. Hàng e-bay là hàng Mỹ hết nha. Hay là còn S-Kit nè. S-Kit model là RR15. Và thay đổi mới đó nha. Đấy, em báo giá sơ nha. Sáng nay về toàn hàng e-bay thôi. Thế đây là cặp boss nè. Đây là con gì? Hàng e-bay là hàng Mỹ hết nha. Đây là cặp chép kèn. Chép kèn Manavac. Một cặp nha, một cặp chép kèn thôi. Vui ra luôn rồi. Này là cái gì? Cái này là luôn một cặp chắp kèn nha, bác nào lấy nhanh tay nha, một cặp duy nhất thôi, rất là đẹp. Vui luôn, để vui luôn, còn chút xíu nữa mà. Con gì hôm nay vậy? Ai mà biết tiếng Anh này. Lúc màn 80V, con này hàng Mỹ đó. 80V hàng Mỹ thôi, B luôn. Chân 120V rồi. Lúc màn L80V, đẹp như mới luôn nha, hàng Mỹ nha. Đây, cặp Manavac này các bác. Manavac này. Con hát kích này. Đấy, có thấy đồ đẹp đồ mới chưa? Thấy cái sừng mà rôm đó. Con này là cái gì? Gặp cái này. Mạnh ra chứ có gì đâu mà. Nghe thì lắm. Con này là cái gì đây? Fixer 395T là đàn anh của 450T một con nha. Rồi đây đó. Cái con kia. Con này là con 8080. Là cái boss. Đây cặp boss. Chắc là boss. Đây là con 8080 nha. Sansui 8080. Cái gì bot không? Bot bot rồi. Bot thùng xốp. Rồi bot thùng xốp 301 series 3 thùng vàng nhé. Hàng sưu tầm. Cái gì đây? Rồi cái đó khỏi khui mình. Còn đây là con Sansui 8080 nha.